Mình chọn Cascadia bởi vì đây là môi trường với rất ít học sinh quốc tế. Ít học sinh Việt Nam còn tạo điều kiện để cho mình nói tiếng Anh. Cascadia có chú quân viên trường ở YouTube, sau đó mình có thể giao lưu với họ nhiều hơn. Trường thì là có 5.000 nên là cơ sở vật chất rất là hiện đại và tiên tiến. How do you get your information about the world and life for your news? Mất 20 phút để đi chơi ở downtown Seattle. Đây chính là nơi của trường Cascadia và UW Boston có căng tin để tạo điều kiện cho các bạn có thể kết bạn, giao lưu và học hỏi. Thư viện của UW với hơn 7 triệu đầu sách và hàng nghìn đầu tiện. Và mình là học sinh của Cascadia và có thể sử dụng. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.